Yo, hello nha, chào người nha, chào quay trở lại với channel của mình. Nhà mình đây, từ đường phố đây mọi người nha. Xin anh em một game hay tài chính nhân, mình đây từ đường phố đây các bạn ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay. Trước vào video thì cho anh em xem video vẻn của like, share, thêm đăng ký kênh nha, nó kéo phải mình rất nhiều ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi cập nhật code mới nhất của game hải tặc đại chiến anh em nhé, tất cả luôn từ trước đến giờ. Dạo gần đây thì rất là nhiều anh em phải gọi là lưu hay gọi là tân thủ đây, tùy theo anh em gọi nhỉ, tôi gọi tân thủ cho dễ nhé. Thì dạo này thì có rất là nhiều anh em mới chơi và biết đến hải tặc đại chiến, tôi thấy bữa nay rất là nhiều và rất nhiều anh em yêu cầu tôi làm về code đi anh. Thật sự tôi đã làm rất nhiều rồi nhưng mà kiểu ngày trước tôi làm hay bị tổng hợp với các code đang dùng dở, nên là đến khi anh em nhập là hết hạn cứ bảo là sao nhập không được. Thì hôm nay tôi cũng đang trong đợt không có sự kiện, cũng không biết làm gì anh em. Hiện tại thì bên kênh đang hết code của hải tặc tứ hoàng xanh tóc đỏ anh em nhé, bạn nào có thì cho mình xin. Ở đâu việc của anh em thì tôi vẫn nói rồi, các bạn không phải lo, việc của bạn là việc đăng ký kênh và bật chuông thông báo của video lên của kênh lên thôi, và nhớ dõi theo video mới nhất từ kênh để có thể nhận được các code mới nhất bên game cũng như là các sự kiện tôi sẽ thông báo cho anh em, nhất là đang trong các đợt sự kiện như tứ hoàng xanh tóc đỏ này. Rồi nếu tôi có rồi sẽ chặn trên video và anh em nhớ tôi theo để mà nhận nhá. Ok, ở đâu này thì tôi sẽ qua xe mới và sẽ hướng dẫn anh em nhập full code và đi săn những code mà có thể nhiều bạn chưa biết hoặc nhiều bạn biết rồi. Nói chung là tôi sẽ làm cái video như vậy. Ok, chúng ta cũng bắt đầu anh em. Hôm nay tôi sẽ tạo ạc luôn, tạo ạc mới đi anh em. Đăng ký. Nhìn gì đi, 1, 2. Nhìn gì đi, 1, 2, 3. Ghi vậy hả? 1, 2. Ghi gì đi, 1, 2, a.gmail.com. Đấy, đập ạc luôn. .com. Rồi, ok, đăng ký. Rồi, xem là mới và tôi sẽ cày quốc, sau đó tôi sẽ hướng dẫn anh em cách nhập code cũng như các kiểu anh em. Không mà quên tôi, từ các bạn đổi tài khoản, tôi vừa quên mất tài khoản anh em phải nhớ để tí tuần chỉ anh em lấy code nữa, còn mỗi code nữa các bạn phải nhớ. Từ đây tôi ghi lại nha. Ghi gì? Vậy, 1, 2, 4. Ghi gì? Vậy, 1, 2, 4. Tôi copy lại luôn anh em, chép lại cho nhanh tí, tí đỡ lắm công tôi quên. Ghi gì vậy, 1, 2, 4 đi, a.gmail.com. Nhớ cái này anh em, phải nhớ cái này thì tí các bạn mới săn được mấy cốt đặc biệt, mấy cốt mà ý là khó săn quá. 1, 2. Mật khẩu thì là ghi gì vậy, 1, 2, 3, 4 anh em. Rồi, ok, giờ tôi sẽ cày qua phần đầu là anh em, sau đây đến phần nhập code tôi sẽ quay anh em xem nhá. Tôi sẽ vào server 348 này anh em này. Rồi, ok, tôi cày đấy nha. Ok, sau khi cày xong thì chúng ta lên thoát ra và lại để nhận tất cả quà cũng như là code quà thứ của bên hàng nhà phát hành này anh em nhé, để thể chơi game tốt hơn nha anh em. Đây, bây giờ chưa có này, giờ bạn thoát ra và lại để lấy quà nhá. Ok, trước khi tiếp tục thì tôi có một cái vấn đề muốn nói với anh em, đó là tôi vừa nhận được vài cái code tứ hoàng xanh tóc đỏ từ thằng mấy thằng em tôi. Thế nên là tôi điện hỏi anh em luôn là các bạn thích công chiếu hơn hay thích là xem video bình thường hơn, để tôi biết được anh em. Đó, nếu có gì để chiều like nha anh em nhé. Đó, gọi như đăng ký kênh đi và bật thông báo lên chiều like vào video sớm nhất để mỗi thằng nhận được code nha. Ok, ở đâu thì đây, sau khi anh em đăng nhập vào thì bây giờ các bạn có rất là nhiều món quà rồi anh em, đặc biệt là ưu đãi máy chủ mới này, một sự kiện chống dịch của Lamy hắn, quà chống dịch của Lamy hắn còn này anh em này. Đó, trời ơi, đây ưu đãi máy chủ mới anh em, 10 thùng bia này, đồ này, trời ơi, có độ bao đồ 3 sao đây anh em, quà chống dịch cùng Lamy hắn còn đây luôn các bạn này. Đó, rất là ngon luôn. Ủa hết rồi à, mừng phiên bản mới à, đây chống dịch cùng Lamy à, hai quà này nó gộp lại hình một à. Ừ đấy, thì nói chung là cũng được các bạn, đấy quà rất là ngon đấy. Giờ là quà đây anh em, mới vào xem mới các bạn đã nhận được như này. Ngoài ra thì giờ chúng ta sẽ đi nhập code đi anh em, sau đó tôi sẽ hướng dẫn bạn các bạn xanh co săn code đặc biệt. Giờ đầu tiên là nối à, cái chỗ nhập code đâu ta, có bị nối không vậy trời, ok bị nối à, mất chỗ nhập code rồi anh em, là tí nhá tôi thoát ra vào lại lần nữa xem sao. Ok, tình hình là nó bị lag thật các bạn ạ, tôi vừa thoát ra vào lại anh em thì giờ đây nó có rồi. Giờ tôi sẽ cùng các bạn đi nhập full code là nha anh em nhá. Đây, hiện tại chúng ta code á, thì chúng ta ở đây có 9 cái các bạn nhá, 9 cái đúng không, tôi nhớ 10 anh em, chính xác là 10 cái, lộn 10 cái với cả một cái code đặc biệt là 11 code anh em, đã tổng hợp tất cả code hiện tại. Có live fanpage 99k, rồi có VIP code 2 triệu. Đó. Và có code dùng chung hàng tuần, đó là code tuần 26
607 anh em, cái này nó thay đổi đầu tuần thứ hai hàng tuần anh em, tôi thường thường cập nhật trên kênh đấy. Nó là con đen dùng chung luôn anh em, nó thay đổi hàng tuần. Con đen này con đen mới dành cho anh em này. Đó. Nghĩa là mới và bắt đầu vào thứ hai đầu tuần, tuần sau thay đổi tiếp đấy thì tôi lại cập nhật cho anh em. Gói quà 1234 anh em nhá. Ở đây có gói quà 1234 nữa. Đấy, gói quà 1234 nhớ nhập luôn 12. Anh nhập cái 3 đúng không? Giờ 1234. Rồi. Gói quà 1234 xong, huyền thoại hải tặc. Rồi. Tôi để dưới phần mô tả đây anh em. À quên, tôi để một phần dưới phần mô tả lộn. Đây. Group hải tặc đại chiến. Và con đen tiếp theo đó là hải tặc đại chiến tân thủ anh em. Đây. Là sau anh em đó là pool nguyên 10 bộ cốt đầu tiên chúng ta. Tiếp theo đi săn một cái con đen đặc biệt dành cho anh em. Thì làm sao để căn được con đen này thì anh em nên đi cùng tôi nha. Ok, để săn con đen này thì anh em nên kame.vn.xcode chúng tôi. Đây, sau đó anh em vào phần hải tặc đại chiến, từ vào hải tặc đại chiến đã. Rất nhiều bạn bảo là cần gì phải đi xin rồi, cần gì phải hỏi mấy thằng kênh làm gì nó làm gì ấy. Các bạn nên kame.vn.xcode này, các bạn nhìn này, trên này cập nhật con đen như là được 2 4 6 8 9 code các bạn thấy không? Còn thiếu một cái code, bạn biết code gì không? Tiếp con đen hải tặc đại chiến. Nó thiếu cái huyền thoại hải tặc các bạn. Đó, ngay như ở đây đâu đã thiếu một code rồi anh em nhá. Đấy, chưa kể giờ tôi thân các bạn ấy thêm một code nữa. Cái code này thì chắc chắn là mấy anh em mà mới chơi ấy, nếu mà không để ý chắc chắn là không biết đâu. Nhiều, tôi nghĩ còn nhiều anh em chơi lâu rồi chứ chắc nhiều anh em đã nhận. Vừa tôi có nói với qua với anh em vụ này mà cập nhật sự kiện có lẽ tuần đầu tuần này rồi thì phải. Đó là các bạn vào phần đăng nhập này. Đấy, sau đó anh em đăng nhập cái tài khoản của các bạn lên. Đây, rồi. Đó. Sau đó thì tiếp tục bộ nhớ. Rồi. Rồi thì ghi theo cảm xúc ạ. 3 4. Rồi. Rồi anh em đăng nhập vô. Đó. Sau khi đăng nhập vào thì các bạn qua phần shop giúp tôi. Đấy, qua phần shop anh em kéo xuống nha. Anh em thấy quà chào mừng chưa? Các bạn chọn gói quà này. Đấy, đẹp mới hoàn toàn, tôi làm hoàn toàn đẹp mới luôn cho anh em xem này, bữa làm mấy anh em nào. Đây. Bạn đã đổi thành công. Đấy, vui lòng vào lịch sử để nhận code anh em. Đó đấy chưa? Lịch sử. Và đây các bạn copy. Cái code này code riêng nhá. Cái code này code riêng nhưng mà bạn nào cũng lấy được anh em. Ai cũng lấy được, nhưng quan trọng là chỉ tài khoản mới. Mỗi tài khoản chỉ lấy được đúng một lần thôi anh em, không lấy được cái hai đâu. Để tôi nói trước. Đấy, vậy nên là anh em nào muốn trải nghiệm game server mới tốt nhất thì các bạn nên lập một con đặc mới để có thể nhận được cái code này. Code này thì mang lại lợi nhuận gì thì đây. Giờ tôi sẽ cùng anh em đi spam cái code này vào rồi các bạn sẽ biết. Đây. Đổi code. Và code này có mang tên đó là code chào mừng huyền thoại hải tặc các bạn. Đấy. Khi anh em nhập code này các bạn sẽ được 500 kim cương, 1 ca đá cường hóa, 5 thùng bia và 1 bộ thuyền trưởng anh em. Đó. Còn đâu ngoài dưới, ngoài ra dưới các code thì anh em sẽ nhận được 3 thùng bia như hướng dẫn tân thủ group. Group hải tặc đại chiến này, 10 thùng bia cái này ngon này. Này, cái code này, cái code trên kame.vn.xcode không mà có anh em này, đó là huyền thoại hải tặc đấy. Đó, tổng có thể là chúng ta có 11 code anh em nhá, để dành cho tất cả anh em lưu. Đó. Đồng anh em xem mới chơi lâu biết rồi thì khỏi nói. Đó, còn đâu cái nào các bạn chưa biết thì cứ nhập thôi. Đấy, nói chung thì hốt hết quà nào. Đấy, nhảy nguyên cái sự kiện này là anh em mang về được 5k5 kim cương, 53 thùng bia, 11 ca đá cường hóa, 5 dương, 8 dương đá 72 giờ này, 8 dương đá xếp quay ngon anh em. 37 cốc bia vàng nữa anh em chưa. Hỏa quyền ây mà đây là xe lúc ngày xưa tôi mới làm video tôi chưa xem phim nữa thì lại buồn cười quá. Hỏa quyền ây các bạn, trời ơi
ngon chưa, và phát đập ra tướng cần luôn anh em đó. Đấy con hàng này tôi để đâu đấy, tài khoản mật khẩu đấy, anh em thích thì lấy mà chơi đó, ngon thật sự luôn các bạn. Trời ơi lại chất lượng xịn sò luôn, đi săn Dofi được rồi anh em, thêm cháu Dofi nữa tuyệt vời ông mặt trời luôn á. Nên Dofi nha anh em nhé, được săn Sapo. Sapo giờ chơi ra đầu tôi thấy cũng không thua đâu, lấy ngay Dofi ra đầu nuôi về sau được Marco. Ô cũng được này, Phượng Hoàng Marco ngon, có vẻ 120 thùng bia này khá là ngọt nước đây anh em, thơm ngon bổ phổi diệt trừ lao các bạn, ngon lành luôn. Pepo Apo đấy, chưa kể thì ra nhận quà đang sự kiện này nữa. Ui nói chung là anh em nhảy xe mới tầm này là, nói chung là anh em nào lưu muốn chơi tầm này tôi nghĩ là trải nghiệm xong, mà bây giờ các bạn cảm thấy con nào của bạn mà ít tài nguyên hoặc là khó chơi quá, anh em nhảy server là vừa nhá. Bởi vì sắp hết sự kiện tứ hoàng xanh tóc đỏ ấy, là nó sẽ lại tặng quà cho anh em kim cương như các bạn. Ui lại lo này ba luôn, rất là nhiều nên là anh em nào có ý định nhảy server mới thì tôi khuyên tầm này nhảy rất là ok luôn, các bạn tranh thủ mà nhảy. Rồi có thịt có thà rồi anh em, trời ơi ngon các bạn, trời ơi. Để gọi con bi nào, đổi thử món này sẽ được 20 thùng bia không? Ui thế thì ngon anh em, bạn đi đổ cho anh ngon hơn này, 30 thùng bia ngon hơn này, trời ơi đổ cho anh ngon hơn này các bạn này. Này còn đâu bây giờ được thì tùy anh em xem mới thôi, các bạn đánh đổi gì đổi, đổi cái này cũng được, nhưng mà bây giờ xem mới thì chắc nên đổi thùng bia hơn anh em. Đổi thùng bia được bao nhiêu thùng, 11 là được 55 thùng anh em, 60 thùng nữa. Uầy 180 thùng bia rồi, ghê không, đâu 90 thùng anh em, 90 thùng mấy đấy là 201 các bạn chứ, 210 thùng bia trời ơi. Đó nhảy xe mới nào ngay 210 thùng bia anh em, thấy phê chưa. Uầy đó trời ơi, nói chung bây giờ mới cả bây giờ bung tài nguyên rồi, bây giờ anh em nhảy xe mới kiếm thùng bia nó cũng dễ ngày xưa nhiều, dễ ngày xưa cái hồi tôi chơi nhiều, cái hồi đầu chơi kiếm thùng bia nó rất là khó, nhưng bây giờ tôi thấy kiếm thùng bia anh em kiếm thùng bia nó cũng đơn giản dễ ngày xưa. Còn đội hình giai đoạn đầu thì có thể anh em vẫn chơi lên chơi Usopp các kiểu, nói chung rút ra tướng gì thì chơi tạm tướng đấy thôi. Còn đâu mấy bác mà Zikit thì không nói, nhưng mà nếu có anh em nông dân thì tôi vẫn khuyên câu là rút ra tướng gì thì chơi tạm tướng đấy, đừng có nên tính toán quá nhiều đấy. Ở đâu nếu mà các bạn rút được như à tôi đang có anh em này rút được nhiều như này thì các bạn nên đi lấy kẹo nha. Đấy. Quẩy lại ngon tiếp anh em. Quẩy. Vẫn còn quẩy thoải mái đó các bạn này. Trời ơi này. 20 thùng bia nữa anh em, 230 thùng bia rồi anh em. 230 thùng bia. Đổi phát nữa xem là được bao nhiêu thùng nào. 55 thùng nữa anh em. 75 thùng bia. Trời ơi thấy phê không? 75 bên này 201 thì 280. Ui gần 300 thùng bia rồi anh đâu anh em. Trời ơi. Xuất sắc luôn các bạn. Trời ơi nhảy xe mới giờ ngon vậy trời, gần 300 thùng bia chứ đâu anh em. Trời ơi. Chuyện thật như đùa, chuyện đùa như thật anh em. Giờ nhảy xe mới ngon đấy nhờ. Đó bây giờ anh em nào còn có ý định nhảy xe mới thì nhảy đi. Đang còn 2 ngày nữa mới kết thúc sự kiện này, tranh thủ nhảy đi là vừa. Ngon thật sự các bạn. Trời ơi kiếm 300 thùng bia xe mới nhẹ như cho ạ. Dễ thật sự anh em. Chưa hết đâu nha, giờ tôi ra là 300 thùng bia là còn ít đó. Giờ như bạn ấy bảo là 200 mấy thôi gì. Đây tôi ra tôi đổi phát nữa, quả này thừa luôn anh em này. Thừa 300 thùng luôn chứ nói. Ui lại Moria. Trời ơi, đập tướng thì có gọi là xảy tay luôn. Nhận. Đấy, thấy không? Bên nó cứ bàn lộn anh em. Rồi hai cái nữa, này 85, đủ anh em. Vừa tròn đủ, không tính nhiều bạn kêu ạ. Đây đó vừa đủ 300 thùng bia cho anh em đó, kiếm 300 thùng bia xe mới ngọt ngào đơn giản các bạn. Đấy chưa kể tứ hoàng nhá, đây này chưa kể tứ hoàng anh em, tôi mới nả nước kia thôi. Đây 16 cái anh em, thừa 300 thùng bia cho các bạn chưa. Đấy, dành cho anh em nào bảo là làm đấy đâu ra đủ 300 thùng bia chứng minh cái coi. Đấy, anh em cộng từ nãy giờ tôi kiếm xem là đã dư được 300 thùng bia chưa các bạn. Đấy, là đấy, vượt quá luôn rồi. Đấy, tôi thấy như là dư rồi các bạn. Đấy, dư thùng bia luôn rồi anh em, chứ phải 300 đâu, dư luôn thùng bia rồi anh em chứ không phải là không. Đó thấy không, trời ơi ngon lành luôn các bạn, nhảy xe mới giờ tuyệt vời luôn á, xuất sắc luôn anh em. Đây còn 20 thùng nữa này, x10 luôn các bạn, x10 phát nữa dần quay ra được lại Robin ngon. Trời ơi đó thấy không. Rồi bây giờ anh em có cái tôi vừa nói đây anh em, kẹo sô cô la này bốn được bao nhiêu được các bạn cứ qua đây đổi hết cho tôi. Đấy thêm túi để mà đựng đồ đựng tướng anh em đó. Trời ơi nhảy xe mới này các bạn thấy có ngon không, chưa kể tôi chưa mở form anh em nhá, chưa mở form đâu bạn nhá. Đây giờ bị nối dữ liệu à, đấy, chưa mở form đâu anh em,
Nhìn tôi đang bảo đi tặng thịt anh em. Đây. Kìa lag à. Bị lag rồi anh em, bị lag rồi. Hạ tắc la bàn rồi. Ok, nhưng nói chung là đấy, giờ tình hình nhảy server mới là nó ngon như vậy đấy anh em. Ok, các bạn còn chần chừ nếu mà không tranh thủ nhảy server mới mà chơi. Đó, đây là cách xương xương để cày server mới. Nói chung các bạn nên chọn các sự kiện ngon ngon để anh em ăn chơi. Đó là những anh em nào lưu mới chơi game này nhá. Ok, còn đâu clip em đâu thì phép kết thúc anh em tại đây. Hẹn gặp mọi người clip theo, cảm ơn và video kênh Tục Từ Đường Phố rất nhiều. Giờ thì bye bye, xin chào, tạm biệt. Hẹn gặp mọi người ở clip theo.